Trong khuôn khổ đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chiều nay ngày 13 tháng 4 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, tọa đàm với chủ đề Ni giới Phật giáo thành phố Cần Thơ, Ni lưu giới đức, tâm đức, tuệ đức đã diễn ra. Tọa đàm gồm 2 phiên với tổng 15 bài tham luận, tập trung đánh giá những đóng góp của Chư Ni thành phố Cần Thơ và Chư Ni Việt Nam nhằm chia sẻ thông tin, tài liệu, mở rộng góc nhìn và khuyến khích thảo luận về vai trò của Chư Ni, đồng thời hệ thống hóa thông tin, làm rõ ý nghĩa và truyền tải thông điệp về những đóng góp, ảnh hưởng của các hoạt động tu tập, hoằng pháp lợi sinh mà Chư Ni thực hiện trên cả phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn. Từ đó đưa ra kiến nghị phát huy vai trò của Ni giới Việt Nam và Chư Ni Cần Thơ trong thời đại mới. Hôm nay thì tôi viết trình bày bài tham luận của mình, đó là 3 bài học kinh nghiệm quý báu từ Ni Bộ Bắc Tông. Thì như chúng ta được biết là Ni Bộ Bắc Tông là một tổ chức của Ni giới tồn tại khoảng 20 năm, từ năm 1956 đến năm 1975, và cái tinh thần là Chư Ni thời đó đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, có nhiều cống hiến cho xã hội rất lớn. Và như vậy thì tôi chọn cái bài viết này, và đặc biệt là rút ra 3 cái bài học kinh nghiệm để mà Chư Ni kế thừa di sản quý báu từ các cái thế hệ tiền nhân. Đây còn là cơ hội để ôn lại hành trạng của chư vị ni trưởng tiền bối, góp công to lớn vào sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, đồng thời lắng nghe ý tưởng của nhân sĩ trí thức, những người đã dấn thân phụng sự cho lý tưởng chân chính, cho hạnh nguyện vị tha. Dịp này, trong không khí trang nghiêm tại chùa Phước Khánh, ban tổ chức và phân ban ni giới các tỉnh thành dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn Đức Ni tiền bối hữu công Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyện noi gương Đức Tổ Ni, dấn thân phụng sự vì đạo, vì đời. Trước đó, phái đoàn chư tôn Đức Ni ban tổ chức đã đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chư vị tiền bối hữu công đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, và nguyện cầu cho đại lễ được diễn ra thành công tốt đẹp.